Mến chào tất cả các bạn. Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện cuối tuần tại địa chỉ báo nghệ an.vn. Và đêm nay chúng ta sẽ cùng tâm sự với nhau về sự trầm cảm và nỗi cô đơn. Lucy là một người bạn của tôi. Cách đây 5 năm, Lucy kết hôn rồi sinh con sau đó không lâu. Quãng thời gian ấy, chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau, bởi mỗi người đều mải miết với những công việc bận rộn của riêng mình. Một hôm, Lucy đột nhiên tìm đến tôi. Nói đúng hơn thì cô ấy tìm đến phòng khám tâm lý, nơi mà tôi làm việc. Khi Lucy bước vào phòng, tôi dường như đã không kìm được sửng sốt trong giây lát. Một bạn gái đầy sức sống năm nào, nay đã trở thành một thiếu phụ phờ phạc với đôi mắt thâm quầng và trống rỗng. Ngày hôm đó, chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều về tất cả mọi điều. Chuyện của Lucy dường như là câu chuyện chung của rất nhiều người phụ nữ khác tìm đến với phòng khám tâm lý suốt nhiều năm vừa qua. Câu chuyện có thể tóm gọn trong vài ý chính: lấy phải người chồng vô tâm, có một bà mẹ chồng khó tính, trầm cảm sau sinh và áp lực dư luận vì giới tính của con. Lucy cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, bởi chẳng thể tìm thấy tiếng nói chung với bất kỳ ai. Cô chán ngán với người chồng không thấu hiểu, cô sợ hãi với người mẹ đầy xét nét và bắt bẻ. Thậm chí có những lúc cô căm ghét chính cả đứa con gái bé bỏng của mình. Lucy đã khóc rất nhiều trong suốt buổi trò chuyện. Cô nói rằng cô không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy. Nhưng những áp lực như khối đá đè nặng từ phía khiến cho cô không thể thở nổi trong chính tổ ấm của mình. Đã nhiều lần, Lucy nghĩ đến cái chết. Thậm chí, cô đã mua rất nhiều vỉ thuốc ngủ, đã thẫn thờ đứng trên ban công chung cư tầng 16, nhìn xuống. Và khoảnh khắc ấy, có một tiếng nói thúc giục từ bên trong cô, rằng hãy kết thúc đi, chỉ một tích tắc thôi, sẽ chẳng còn mọi đau đớn trên đời. Lucy đã chọn cách vượt qua thay vì dừng lại. Hơn 2 năm, với sự trợ giúp từ các bác sĩ tâm lý, cô dần tìm ra lối thoát cho cuộc sống của mình. Nhưng trong số hàng trăm bệnh nhân mà chúng tôi tiếp nhận vài năm qua, không phải ai cũng có đủ nghị lực để bước tiếp như là Lucy. Mấy ngày nay, tôi đọc rất nhiều bài báo viết về một nữ nghệ sĩ Hàn Quốc tự vẫn ở nhà riêng khi tuổi đời còn rất trẻ. Cô ấy rất đẹp, một vẻ đẹp trong trẻo đến nỗi tôi cứ hoài tiếc nuối, bởi giờ đây mới biết đến cô ấy qua những dòng tin lạnh lẽo tang thương. Trong số vô vàn tin tức, tôi nhớ mãi một trích đoạn trong chương trình thực tế mà nữ nghệ sĩ ấy tham gia. Cô gái ấy đã nói: em đã nói với họ em kiệt sức rồi, nhưng không một ai lắng nghe lời em nói. Không một ai lắng nghe lời em nói dường như là bi kịch của nhiều người trong xã hội hiện nay. Không thể chia chia, cũng chẳng được thấu hiểu. Chúng ta lạc lõng và cô đơn ngay cả khi đang ở giữa đám đông hay ở cạnh bên những người thân thiết. Đôi khi giữa cuộc vui mà thấy lòng mình trống vắng, giữa tiếng cười mà trong lòng vỡ vụn, giữa yêu thương mà thấy rừng rưng. Những người cô đơn thực chất lại chính là những người có nhu cầu bộc bạch nỗi lòng nhất. Họ thèm khát được trò chuyện, được lắng nghe, nhưng họ cũng sợ hãi biết bao sự lạnh lùng và nghị kỵ của người đối thoại. Chúng ta thường dễ dãi với bản thân, nhưng luôn cay nghiệt với người khác. Trong thế giới đầy rẫy bất ổn này, nếu không thể yêu thương nhau, cũng xin đừng phán xét người khác, bởi bạn không thể biết họ đã phải trải qua những điều gì. Các bạn thân mến,
Chúng ta vừa lắng nghe một tâm sự rất đáng suy ngẫm về sự trầm cảm và nỗi cô đơn. Những bóng tối tâm hồn có thể bắt gặp được ở bất cứ đâu, diễn ra với bất kỳ ai. Và trong chuyện cuối tuần sau, các bạn muốn tâm sự về chủ đề gì? Hãy like, chia sẻ và để lại bình luận cho chúng tôi biết nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.